Xin chào anh Tư. Và quý vị có thể thấy được rằng là anh Tư đang là chủ nhân của bốn món nhạc cụ khác nhau. Đó chính là guitar, keyboard, melodeon và kalimba. Trong đây có hai món nhạc cụ nhìn rất là mới và khá là lạ với mọi người, nhất là Hoàng Rapper nữa. Nên cho phép em được nhìn cây kalimba một tí nha anh. Em xin phép anh Tư. Đây, món nhạc cụ kalimba vừa mới xuất hiện thời gian gần đây tại Việt Nam và nó được sử dụng bằng những phím đàn rất là đặc biệt này, được bằng kim loại đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, rồi đánh bằng ngón tay hả anh? Đánh bằng cái móng. Móng hả? Của hai móng cái. Ở hai bên. Ồ, nó hơi đau anh ha, nó khá là cứng. Vậy đánh lúc hai mà bên. Dạ, tập luyện nó cũng bị đau lắm không anh? Tập luyện mới đầu cũng đau lắm, như là phải để móng hơi dài dài một chút. À, còn đau hơn là bấm guitar luôn đó quý vị. Còn đây là cây đàn, nhìn cái phím thì khá là giống piano nhưng mà nó gọi là melodeon. Thì mình sử dụng sao anh? À, thổi qua cái thiết bị chỗ này hen, rồi mình bấm theo cái nốt nhạc ở đây. Dạ rồi, ngày hôm nay anh Vũ Văn Tư sẽ cố gắng để chinh phục tình cảm của ban giám khảo bằng một buổi hòa tấu rất là hoành tráng với bốn nhạc cụ khác nhau. Ca khúc được mang tên Sao Cha Không, đây chính là ca khúc chủ đề của bộ phim điện ảnh rất nổi tiếng trong thời gian gần đây, Bố Già. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Xin chúc mừng anh Vũ Văn Tư đã hoàn thành được phần thi của mình đầy cảm xúc và rất ý nghĩa. Không chỉ là giám khảo đâu, tôi thấy là khán giả cũng rưng rưng nước mắt nữa. Anh ơi, em là Tú Trung mà. Anh không nhìn thấy em nha, em muốn nói cho anh biết là em là người đầu tiên đưa ngôi sao xanh này cho anh ạ. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Cái tình cảm em dành cho anh không phải chỉ ngưỡng mộ ở tài năng của anh ạ, mà ở một cái nghị lực và một cái sự hy sinh rất lớn cho niềm đam mê của mình. Là một người bình thường như em, để tập luyện một loại nhạc cụ nó đã cần rất nhiều công sức. Và nói chung là mình phải yêu lắm, mình phải dành cho rất nhiều thời gian. Huống chi là anh chơi thành thạo rất nhiều loại nhạc cụ, em chứng tỏ là anh rất yêu âm nhạc. Vì khi mà anh bắt đầu bước vào tiết mục của mình á, thì những cái nụ cười hiền lành, những cái sự rụt rè khi anh giao lưu với anh Hoàng không còn nữa. Trong thế giới của anh chỉ có âm nhạc thôi, và nó thật sự rất tuyệt vời. Và chính vì cái niềm đam mê bất tận đó của anh đã truyền cho người ta rất nhiều cảm hứng. Chúng ta không nói tới cái việc bài hát Sao Cha Không của anh Phan Mạnh Quỳnh là một cái ca khúc rất là hay rồi, thì nó qua những ngón đàn của anh, qua những cái cách sử dụng nhạc của anh thì nó càng trở nên hấp dẫn hơn nữa. Thiệt sự là em rất là cảm động khi thấy nhìn hình ảnh của anh ngày hôm nay. Và mình cảm thấy được là tại sao anh lại có một nghị lực lớn như vậy, và nó truyền cho em cả nghị lực đó để mình biết được là mình còn càng phấn đấu hơn nữa, mình phải cố gắng sống tốt hơn nữa để xứng đáng với những gì mình đang có. Vì thật sự không phải ai cũng là người may mắn cả, và chúng ta không thể nào vì cái chuyện mà chúng ta thiếu đi một cái gì đó, thiếu đi một chút hoàn chỉnh gì đó mà chúng ta tự ti hay chúng ta phải lùi bước. Mà mình sẽ có một cái thế giới riêng, mình sẽ tiếp tục sống, vẫn tiếp tục vui và tìm được cái niềm lạc quan trong cuộc sống. Cảm ơn anh đã truyền được cái cảm hứng đó cho em, và em nghĩ ra cho rất nhiều khán giả khác nữa. Xin cảm ơn anh. Cảm ơn giám khảo Trần Tú Trung. Và bây giờ sẽ là lời nhận xé của giám khảo Vương Khang. Xin mời Vương Khang. Vương Khang thấy là có thể nói một chút là ông trời lấy đi của anh một thứ, nhưng mà đã cái nghị lực của anh đã trao cho anh rất là nhiều thứ. Ở đây là cái tình yêu âm nhạc của anh. Thì Vương Khang nghĩ là không cần nói tới những cái thời gian mà anh đã phải luyện tập, thì biết nó sẽ khó khăn tới cỡ nào. Thì chỉ biết cái thành quả ngày hôm nay khi anh ngồi anh trình bày một cái tác phẩm như vậy. Vương Khang thực sự rất là thích cái tiếng đàn của anh, cái tiếng đàn guitar của anh nghe nó rất là tình cảm luôn, từ những cái nốt đầu tiên. Có thể cái phần organ của anh nó sẽ hơi khó một chút xíu cái phần sau, nhưng mà anh xử lý rất là bình tĩnh, cũng giống như là hai cái nhạc cụ còn lại cũng vậy. Tạo cho mình thấy một cái cảm giác là nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là yên bình, và xung quanh chỉ còn có âm nhạc. Đúng như anh Trung nói là chỉ còn có âm nhạc với anh thôi. Thì nó Khang nghĩ là hôm nay anh đã có thể chạm đến trái tim của rất là nhiều khán giả. Chúc mừng phần của anh. Xin cảm ơn giám khảo Vương Khang. Xin mời giám khảo Thanh Hương. Hương có thể hỏi bạn một chút xíu về đôi mắt của bạn. Bạn không nhìn thấy 100% nữa. Mắt thì chỉ nhìn thấy ánh sáng thôi, chỉ nhìn biết là sáng tối thôi. Bạn như thế này từ khi mà bạn mới sinh ra hay là như thế nào? Hay là do một tai nạn hay như thế nào? Em bị bẩm sinh luôn, mới sinh ra luôn. Bẩm sinh. Vậy bạn học bộ môn chơi nhạc cụ như thế này ấy, từ bao giờ? Mỗi nhạc cụ thì nói chung là em học từ nhỏ. Còn những cái nhạc cụ ví dụ như sau này là guitar là em cũng tự mày mò. Còn kalimba hay là những cái melody ông hồi nãy em chơi thì em cũng tự tập. Còn piano với organ là em học từ nhỏ. Và nào là tiếng guitar của bạn làm cho anh Khang rất là cảm động. Thổn thức luôn đó. Khang rất thích, anh Khang quay ra bảo là bạn chơi hay quá, bạn chơi rất là tuyệt vời. Thì khi nãy Hương có lên, Hương xem bạn chơi cái bộ gõ là gì? Kalimba. Dạ. Cái đó nó nhỏ xíu à, mà nhìn tay của bạn á kiểu mốc mốc á, xong rồi bấm vô nhìn rất là đáng yêu, mà không hiểu tại sao mà tay bạn to như thế mà cái bộ gõ nhỏ xíu mà bạn gõ rất là chuẩn. Ví dụ mình là người bình thường, mình nhìn rõ cái bộ gõ chưa chắc là mình bấm được trúng cái nốt đấy, mà bạn ấy làm rất là trơn tru cái tiếng âm thanh và nguyên một cái bài nhạc nó rất là mượt. Nói chung là bạn có một cái sự đầu tư khi đến với chương trình. Bạn có một cái sự đầu tư cho mình thấy là bạn rất là chuyên nghiệp
ở đây mình nói là chuyên nghiệp trong cuộc thi này, và bạn rất là điềm tĩnh xử lý rồi thay đổi cái phần nhạc cụ đó, tại vì những cái đoạn đó nó rất là ngắn thôi để bạn thay đổi những cái nhạc cụ. Thì Khang cũng giống như anh Trung là sẽ tặng bạn ngôi sao màu xanh. Chúc mừng bạn. Tuyệt vời quá, cảm ơn tình cảm của giám khảo viên Khang. Không biết là ngoài bốn món nhạc cụ này ra thì anh Tư còn có khả năng chơi những nhạc cụ nào khác nữa không ạ? Em thường chơi thêm những nhạc cụ dân tộc, đàn bầu hay là đàn cổ nhạc. Wow, đa năng quá. Như vậy là chúng ta còn có nhiều chất liệu nữa để mình giới thiệu nếu như có cơ hội vào vòng bán kết đúng không ạ? Bạn Tư là năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Em năm nay 29 tuổi. 29 tuổi, chính mình bằng tuổi nhau ha. Bạn 29 tuổi, bạn chơi nhạc bao lâu rồi? Dạ, em chơi nhạc cũng khá là lâu rồi, mà hiện tại cái công việc của em cũng là chơi nhạc ở phòng trà, đánh cho ca sĩ hát. Phòng trà nào? Dạ, bên quận 3, bên nó tên là quán Vườn Ơi mở ra, quán cà phê. Vườn Ơi là của anh Phúc đúng không? Đúng rồi, Phúc. Bên quán đấy nổi tiếng nhạc chơi hay, hóa ra thì đây là chân lý. Thì là chân lý thì luôn phải đi kèm với cái đúng chân lý của nó thôi. Màu xanh thứ ba đã xuất hiện. Xin chúc mừng anh Vũ Văn Tư. Như vậy chúng ta đã có được 3 màu xanh đến từ hàng ghế của giám khảo. Chúc mừng anh Vũ Văn Tư vào bán kết. Yeah. Rất xứng đáng thưa quý vị. Bao cao su tham thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su tham thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!